Mấy bữa nay tao mua đồ không có gì vui mày ơi. Mấy cái trang tao mua nó hết đồ rồi. Có trang nào mới để mua đồ khác luôn. Trang web mới hả? Giờ mày muốn thử mua cái cảm giác nào đó nó cảm giác mạnh không? Muốn. Mày có thể mua đồ trên deep web. Mày có biết là deep web mình nó quá nguy hiểm không? Bao nhiêu clip trên mạng nói cái sự nguy hiểm của nó rồi. Mày lên đó mày rước người lum la á, mày lộ thông tin, nó bán ngược lại mày luôn á. Mày có thể dùng tab ẩn danh. À ha, vô. Rồi lướt deep web đi Thạch. Rồi, sợ đi. Ê khoan. Trước khi sợ, bây giờ tụi mày phải cải trang, phải che mặt lại. Ảo thuật win it. Ôi, phan Phước, sao tự nhiên đeo mặt nạ chi vậy? Trời, tụi mày xài deep web, tụi mày không biết gì hết. Tụi mày thấy cái camera đó không? Ấy, tụi nó sẽ hack vô camera đó, tụi nó thấy ngược lại ba cái mặt của tụi mày, của tao nữa nè, xong rồi tụi nó sẽ truy tìm thông tin. Mày chỉ cần tháo cái camera đó xuống thôi. Ờ ha. Á, ngu không? Trời ơi, Phước, mày kiếm đâu ra trang web gì hay vậy, quá trời đồ luôn nè. Trời, tao đã giới thiệu là uy tín luôn á. Trời, mày có biết là người ta đang bỏ cái deep web này ở đằng sau không? Và một cái sự thật á là 97% cái lượng kiến thức nó nằm ở deep web, 3% còn lại chỉ là bề nổi của sự việc thôi. Trời ơi, nhìn nó ghê quá, nó toàn bán mấy cái đồ illegal không à. Ờ, biết đâu mà xíu xíu lướt lướt hồi nó thấy mày ăn chảnh luôn. Ê, tao lao mày. Mày có biết á là tao siêu bảo mật trên mạng không? Cái máy tính của tao là bắt buộc nó đàng hoàng lắm á. Ai quen tao? Ê, khoan, kéo lên lại coi. Lộn này nhìn giống tao vậy. Tao mà. Lộn kìa. Nó mày bán đi quá. Damn, it's you, bro. Tao giả luôn. Khoan, bây giờ tao nghĩ ra một cách rồi. Tao sẽ mua chính bản thân của tao để tao khỏi bị bán. À, hợp lý. Coi giá. Coi giá. 2 tỷ. Nó không thể nào chấp nhận được nó với một cái giá 2 tỷ được. Mày sợ mày không? Mày sợ tao thử coi tao nhiêu Phước. Trời má có tao luôn. Bao nhiêu? 2 tỷ rưỡi. Trời đấy, ít ra phải vậy. Mày mừng luôn á chú. Nè, mày có chi tiết rồi mày muốn coi không? Cho xem chi tiết. Trời ơi, 10 người đã mua tao. 10 người. Mày nhân bản vô tính đúng không? Mày là thiếm hiệu nhân bản vô tính. Mày điên quá, mày cho tao coi chi tiết coi. Tụi chắc chắn tụi nó sẽ có bình luận á. Mày coi bình luận tụi nó coi. Coi đánh giá tao như thế nào. Vô dụng. Trời. Không biết làm việc, mắc tiền. Rác. Do Thạch sợ mày thử. Khó quá vậy ta. Ui, có luôn. Mày cũng bán trên deep web không kìa. Coi cho tí coi. Coi cho tí nè. Cái gì? Đối tượng sinh học cực kỳ nguy hiểm, cần được bắt giữ. Tắt điện rồi. Bật đèn pin lên. Tối quá. Phước, bật đèn lên. Ủa Phước đâu vậy? Có nào được bị bắt rồi không? Không biết. Ôi, đi. Có khi nào mình bị lộ vị trí không? Tao không lướt deep web ở đâu. Đi ra. Chết rồi. Mình đã nói chia tay người ta mất rồi. Người đồng ý ngay khi em cất lời. Vậy là anh đã hết yêu em lâu lắm rồi. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Tình cầu mong đó là giấc mơ. Và tình dày anh vẫn ở kế bên. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Tình cầu mong đó là giấc mơ. Và tình dày anh vẫn ở kế bên. Surprise, click like. Ngày mai, bye bye.